bước vào trong môi trường này thì cho tới bây giờ tôi không ngờ đó lại là nguyên thiếu tướng phó tư lệnh quân khu 7. Và hôm nay với những tình cảm của mình, xin mời bác lên sân khấu để nói lên những cảm nghĩ của mình đối với sản phẩm Vi Dân. Chúng ta cho bác một tràng pháo tay thật lớn ạ. Sẽ quay cho tôi xin trước tiên là chúc tập đoàn Vi ơi vài câu hơn nữa, đi xa hơn nữa và giúp cho được nhiều người trên thế giới này hơn nữa. Báo cáo với các vị là tôi năm nay là sắp đến là cái tuổi 79 hưởng dương. Trước đây vài năm á, thì tôi cũng được như thế này đâu. Tôi rất lo về sức khỏe của mình. Lo thì không phải là vấn đề sống chết trên thị trường đâu, bởi vì là qua 2-3 cuộc chiến tranh mà bây giờ hưởng được gần 30 năm hòa bình đến cái này thì so với nhiều anh em là thừa rồi. Nhưng mà có cái vấn đề tôi lo là vì còn hai cái việc rất lớn. Một á, là đối với tập thể thì còn một cái sử của đơn vị, tức là tăng chức chấp mình trong nội bộ mà tôi chưa hoàn thành. Cái thứ hai á, là dòng họ tôi mà tính từ ông nội tôi đã xuống cho cộng mình tôi thì cái dòng họ cũng chưa hoàn thành. Chính vì vậy mà ở đâu mà nói vấn đề làm cái gì cho nó khỏe đây là tôi đi thôi. Trước khi đến với bây giờ đó thì tôi định tập và thi công tập ngồi thiền, nhưng mà sức lực nó yếu quá không vào được. Thế được ngay đâu cái sinh lợi á, là nó phục vụ sức khỏe tốt thì tôi cũng đến với sinh lợi. Cũng gặp một năm đó, mua cái máy 6 thì tôi về tập ở nhà thì cuối cùng cũng giải quyết được. Sau đó thì nghe nói là có cái năng lượng sinh học chỗ giáo sư Phư đó, giáo sư Phư đó, tôi cũng đến đó cũng gần một năm mà tập cho đến cái phần 3 rồi. Thế nhưng mà thấy cũng không được. Thế thì trước Tết năm nay á, là có cái đồng chí Hùng với Lộc ra được ở công ty đây. Thì hai cái ông này là hồi ở trong cái cục của tôi là phó tư lệnh cái cục trưởng của cái cục của bãi. Thì ông Hùng là bác sĩ, ông Lộc ở đó. Thì tôi thấy ông thì yếu quá đi, không làm được, cứ cho về. Thì cho về là ông Hùng được bị thêm cái ngón nữa. Tại đêm tin là ông Tài chắc là qua cỏ rồi. Thế mà trước Tết năm nay á, thì ông lái hôm ra xuống thăm tôi. Thế tôi hỏi chứ mày ăn cái gì rồi mày khỏe thế? Thế thì nó là cái bây giờ. Thế thôi ta chưa biết bây giờ sao thôi, mày có cái người về lấy mày họp đây. Thì lúc đó tôi mới uống họp 3 triệu đấy. Cũng hộp đấy. Sau Tết tôi lên tông bóng công ty tôi học. Không bị bán tôi học. Thì báo cáo với các vị là trước đây sức khỏe tôi thế này. Đi khám ở bệnh viện Thống Nhất năm 2 lần. Thì lần đầu người ta cũng nói là tiền tiến quá giới hợp, gan nhiễm mỡ, đường trong máu nhiều, huyết áp cao. Còn ngoài ra thì có cái bệnh nữa là hai cái đầu gối này nó đau không đi nhanh được. Không đi nhanh được, kèm theo là bụng bự. Và lúc đó cái bệnh nếu mà nhà giàu nó béo bự đây không đi được. Mà thậm chí hai cái đường núi này nè, đi cầu thang mà lên cái cầu thang từ cái nhà tôi mà lên cái gốc lửng là thấy đã đi không nổi rồi, mà nhiều lúc là nó ngồi quỵt xuống rồi. Cũng đang nghĩ đến cái chuyện là phải xuống dưới đất cái tầng trệt nằm rồi. Thế giờ hôm đó là ông Hùng Lập tới nói thế tôi uống xong tới thì tôi lên tóc bóc cái hạt. Và cho đến bây giờ thì kể ra tôi uống được 8 chiến thắng rồi đấy. Hai bộ cơ sở, một bộ chuyên dùng cho nam giới. Thế thì bây giờ là thấy như thế này. Nó còn một cái nữa mà tôi chưa dám nói. Cách đây 3 tháng đó thì tôi vào tôi khám mắt ở bệnh viện Thống Nhất, cái bỏ tôi đi mổ đi bị đục thủy tinh thể, mà tôi người mắt bên này thì là chiến tranh mắt rồi, lấy rồi bắt giả còn con thôi. Bỏ tôi đi vô giải quyết cái thủy tinh thể thì tôi lo quá vì còn một mắt mà hai việc lớn thì chưa hoàn thành, chưa biết sao. Tôi cứ kiên trì. Thế mà cho đến nay á thì tôi thấy là tôi
tôi viết gần xong cuốn sử rồi mà mát thì cũng vẫn thấy vẫn tốt thôi. Tôi có phải cái này không, tôi chưa dám kết luận, nhưng mà để mấy cái này tôi sẽ kết luận được này. Cái chân của tôi đó là tôi uống sau 3 tháng thì không những là nhà tôi lên tốt được, mà ngay cả cái tấm mốt á, cái công ty tấm mốt chỗ Âu Quỳnh Phá, cái lầu tốt lầu cao á, tôi lên xuống cũng được gì. Và cái tóc của tôi khóng lần đầu á, thì đông xác định là 150-160. Nhưng mà hai kỳ khóng vừa rồi á, thì vẫn bình thường, còn là 130 thôi. Từ cái tuổi này 130 là tốt rồi. Thế còn về cái tiểu đường, cái tiểu đường á, thì nó hết cắt tay khoảng rồi chừng 2 tháng. Nhưng mà tôi vô thống nhất thì họ vẫn khóc, tôi không nói, tôi không khai uống bây giờ đâu. Tôi khai thì họ cũng khóc, họ bỏ là hết rồi đấy. Nhưng mà chỉ cho có thêm 2 tháng. Tôi đem 2 tháng đó về thì lại thuốc ở để đó cũng không uống. Và cho đến bây giờ á, thì tôi thấy là rõ ràng là cái huyết áp bớt, cái đường trong máu cũng bớt, cái tiền liền tiến cũng tốt. Mà có lẽ sắp đến ngày thì đấy khẳng định ra bệnh viện thứ nhất sẽ khẳng định là tôi không còn có cái bệnh đó nữa. Cho nên tôi có thể thực hiện được cái ước mơ của mình là sẽ hoàn thành được 2 công trình còn lại. Và nhân đây tôi hết sức là xin cảm ơn. Bây giờ cảm ơn công ty Việt Á và cảm ơn đồng chí Hùng, đồng chí Lộc đã đưa tôi đến với công ty.